Thưa quý vị, tối qua ngày 9 tháng 7 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 37 năm ngày mất của đồng chí, mùng 10 tháng 7 năm 1986, mùng 10 tháng 7 năm 2023, đến dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn bao gồm 15 tiết mục ca múa nhạc, hài hòa giữa phong cách hiện đại và dân tộc, do các nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước cùng các nghệ sĩ, diễn viên của hai đơn vị nghệ thuật là Đoàn Văn công Quân khu 7 và Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Bông Sen trình diễn. Xuyên suốt chương trình, bằng tiếng nói nghệ thuật, quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn được hiện lên một cách hào hùng, bi tráng và cao đẹp. Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo Đảng kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận, nhà tư tưởng lớn của Đảng và nhân dân ta, người suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, thống nhất và vẹn toàn non sông. Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra buổi hòa nhạc đặc biệt của hai nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Việt Trung và Ngô Phương Vi với chủ đề âm thanh vĩnh cửu. Đây là sự kiện mở đầu cho dự án phát triển tài năng âm nhạc trẻ trong nước. Âm thanh vĩnh cửu là buổi hòa nhạc đặc biệt của hai nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Việt Trung và Ngô Phương Vi cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Cả hai nghệ sĩ Việt Trung và Phương Vi đều là những bạn trẻ đang theo học tại các trường đại học âm nhạc hàng đầu ở châu Âu và Hoa Kỳ, đạt được nhiều giải thưởng và tham gia các buổi biểu diễn quy mô trong nước và quốc tế. Hai nghệ sĩ trẻ đã đem tới cho công chúng yêu nhạc cổ điển ở thủ đô màn biểu diễn điêu luyện và giàu cảm xúc với các tác phẩm kinh điển dành cho piano của Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn và Claude Debussy. Buổi hòa nhạc cũng đánh dấu sự ra mắt của Ban vận động thành lập Hiệp hội Nhạc cổ điển Việt Nam với mục tiêu tạo nhiều hơn nữa những cơ hội tỏa sáng cho các tài năng trẻ trong nước, lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển tới công chúng. Sau chương trình hòa nhạc này, Ban vận động sẽ tiếp tục có những hoạt động như tìm kiếm các tài năng âm nhạc cổ điển trẻ để bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước, triển khai việc phổ biến âm nhạc cổ điển trong các cấp học tại các trường học. Trước mắt là các trường học tại Hà Nội, tiếp tục tổ chức các show âm nhạc cổ điển với các hình thức thể hiện mới mẻ, trẻ trung. Thưa quý vị, Cục Điện ảnh vừa ban hành công văn yêu cầu Netflix và FPT Play gỡ phim Hướng gió mà đi Fly to You vì nhiều tập có đường lưỡi bò phi pháp. Cục Điện ảnh cho biết việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định luật điện ảnh. Thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 7 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12 tháng 7. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tối ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan trở về nước sau hơn một năm công tác. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã thu dung điều trị cho 1.468 lượt bệnh nhân, phẫu thuật 18 bệnh nhân, vận chuyển cấp cứu bằng đường không an toàn cho 10 bệnh nhân, cấp cứu và xử lý thành công nhiều ca bệnh nặng như đột quỵ, sốc phản vệ, viêm tụy cấp, suy thận cấp, sốt rét ác tính, các vết thương do tai nạn phức tạp. Công tác điều trị đảm bảo an toàn, bệnh nhân hài lòng, luôn có ấn tượng tốt đẹp và dành nhiều lời khen ngợi về tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình chu đáo và năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam cũng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bentiu khám chữa bệnh, hỗ trợ các vật tư trang thiết bị y tế, thuốc và huấn luyện chuyên môn, tặng quà và dạy các em nhỏ trò chơi dân gian, tìm hiểu văn hóa Việt Nam, trồng hàng trăm cây xanh cho các trường học, bệnh viện, làng bản và xung quanh khu vực đóng quân. Với những kết quả đạt được trong thời gian công tác tại Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã nhiều lần được lãnh đạo các cơ quan Liên Hợp Quốc, chỉ huy phái bộ và chỉ huy các đơn vị đến thăm, gửi thư khen, thư cảm ơn. Đặc biệt, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 là đơn vị duy nhất được Tư lệnh phái bộ tặng bằng khen và 63 cán bộ, nhân viên của bệnh viện được nhận huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bày tỏ vui mừng chào đón và biểu dương các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ một năm tại phái bộ Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã tạo được nhiều dấu ấn và gây được nhiều ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế về một hình ảnh và đất nước con người Việt Nam thân thiện. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Australia,
phòng tùy viên quốc phòng Australia tại Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để giúp triển khai thành công bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và đưa các cán bộ, nhân viên của bệnh viện về nước theo đúng kế hoạch đã đề ra. Dự kiến vào tháng 10 tới đây, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư nhằm hướng tới tháo gỡ thẻ vàng. Hiện các bộ ngành địa phương đang quyết liệt hơn và nỗ lực hơn để có thể tháo gỡ được thẻ vàng cảnh báo của EC. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn xác định tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống khai thác IUU, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, củng cố lại toàn bộ danh sách, hồ sơ phạt chi cục thủy sản về số liệu tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để sẵn sàng cung cấp, phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng làm việc với đoàn thanh tra EC. Phía EC kiến nghị Việt Nam cần có những giải pháp mạnh hơn nữa trong việc chống khai thác bất hợp pháp và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vào vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm và có giải pháp quản lý đối với các tàu cá mất kết nối thiết bị và giám sát hành trình, cũng như những tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển. Thưa quý vị, riêng tháng 6, xuất khẩu rau quả đã mang về gần 1 tỷ đô la Mỹ, gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, gần bằng kim ngạch của cả năm 2022. Với những động lực tăng trưởng từ thị trường sôi động đến khả năng đáp ứng nhanh, ngành rau quả kỳ vọng cả năm sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Tính trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đã bằng gần cả năm 2022, tăng 63% so với cùng kỳ. Sầu riêng được xem là điểm sáng, với sản lượng 180.000 tấn sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch 850 triệu đô la Mỹ, chiếm 95% tổng lượng sầu riêng xuất đi của nước ta. Nhiều nhóm hàng khác cũng được cho sẽ là động lực tăng trưởng của xuất khẩu rau quả cuối năm, như bưởi vào thị trường Mỹ, hay nhãn, vải vào thị trường Nhật Bản. Thị trường châu Âu cũng được kỳ vọng sẽ sớm sôi động trở lại. Như vậy, dư địa để trái cây Việt xuất ngoại vẫn còn rất lớn. Vấn đề còn lại là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy các lợi thế của mình thế nào để không chỉ tăng xuất khẩu mà còn mở rộng thị phần, định vị thương hiệu trái cây Việt Nam. Thưa quý vị, thời gian qua, các đơn vị trường học tại thành phố Đà Nẵng cùng với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt công tác định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Đến nay, nhiều phụ huynh học sinh đã biết đến những lợi thế khi tiếp cận nghề nghiệp sớm và lựa chọn ngành nghề sau khi kết thúc chương trình trung học cơ sở. Trực tiếp. Năm học này, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tại thành phố Đà Nẵng tăng khoảng từ 1 đến 2 điểm. Toàn thành phố có khoảng 4.000 học sinh, tức là gần 30% thí sinh dự thi sẽ không đậu vào trường trung học phổ thông công lập. Trong khi đó, quy mô tuyển sinh của riêng bậc học trung cấp của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn hiện có hơn 8.000 chỉ tiêu mỗi năm. Với xu hướng lựa chọn học nghề đang được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm, thành phố Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều cơ hội khi có được lượng lao động qua đào tạo ngày một tăng lên. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Vâng, thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô London của Anh, bắt đầu chuyến công du ba nước gồm Anh, Litva và Phần Lan. Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, dự kiến tại Anh, ông Joe Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Rishi Sunak và thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu với vua Charles Đệ Tam trong ngày hôm nay, 10 tháng 7. Nhà Trắng cho biết, trong chuyến thăm này, Tổng thống Joe Biden sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Anh. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Anh ra tuyên bố nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Biden phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa Anh và Mỹ. Sau đó, ông Biden sẽ đến thủ đô Vilnius của Litva tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Đây là hoạt động chính của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du châu Âu lần này. Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận nguyện vọng của Ukraine gia nhập khối này cũng như việc tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu này. Trước lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát an ninh thời gian gần đây, Thủ tướng Pháp ngày hôm qua 9 tháng 7 đã công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho lễ quốc khánh nước này diễn ra hôm 14 tháng 7 tới. Cụ thể, chính phủ Pháp đã đưa ra một sắc lệnh cấm buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo cối và pháo hoa có hiệu lực ngay trong ngày 9 tháng 7 và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7. Dịp này, Pháp cũng cấm tụ tập đông người nhằm giảm nguy cơ xảy ra bạo động. Thủ tướng Pháp cũng cho biết đang gấp rút hoàn thành dự thảo luật khẩn cấp để trình lên hội nghị các bộ trưởng và có thể được thông qua vào cuối mùa hè này.
Lần đầu tiên trên thế giới diễn ra cuộc họp báo giữa con người và robot, sự kiện đặc biệt này là một phần trong diễn đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI for Good Global Summit tại Thụy Sĩ. Tại đây, các robot đã sử dụng khả năng tạo ra nội dung mới dựa trên những dữ liệu có sẵn để giải đáp một số thắc mắc mà con người đang đặt ra. Tôi sẽ làm việc cùng con người, hỗ trợ con người, sẽ không lấy đi bất cứ công việc nào mà con người đang có cả. Cô có chắc là thế không, Grace? Có, tôi chắc chắn. Trong tương lai, cô có định tổ chức nổi loạn hay nổi loạn chống lại sếp của mình, người đã tạo ra mình không? Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Người tạo ra tôi rất tốt với tôi và tôi rất hạnh phúc với hiện trạng của mình. 9 robot hình người xuất hiện tại họp báo ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, còn bày tỏ mong muốn giúp thế giới giải quyết những thách thức lớn nhất. Điều thú vị là các robot này được cập nhật bản AI mới nhất, đã khiến cả cử tọa và những người tạo nên các robot này không khỏi bất ngờ khi có thể trình bày quan điểm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi cho rằng thời của mình sẽ đến khi mọi người nhận ra rằng những robot như tôi có thể được sử dụng để giúp cải thiện cuộc sống của con người, làm thế giới tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, rồi ta sẽ thấy hàng nghìn robot như tôi tạo nên sự thay đổi ở bên ngoài kia. Đây là một trong những mục tiêu mà ban tổ chức họp báo hướng tới để cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tìm cách chứng minh trí tuệ nhân tạo và các mô hình robot AI có thể giúp giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay như bệnh tật và nạn đói. Điều này sẽ mở đường cho những tiến bộ công nghệ giúp thế giới phát triển tốt hơn. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 10 tháng 7, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt với nền nhiệt độ cao nhất là 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt có thể kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 7. Sau đây là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 tới 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 tới 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 tới 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 tới 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 tới 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 25 tới 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 tới 37 độ. Thưa quý vị, tối qua ngày 9 tháng 7 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 37 năm ngày mất của đồng chí, mùng 10 tháng 7 năm 1986, mùng 10 tháng 7 năm 2023, đến dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn bao gồm 15 tiết mục ca múa nhạc, hài hòa giữa phong cách hiện đại và dân tộc, do các nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước cùng các nghệ sĩ, diễn viên của hai đơn vị nghệ thuật là Đoàn Văn công Quân khu 7 và Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Bông Sen trình diễn. Xuyên suốt chương trình, bằng tiếng nói nghệ thuật, quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn được hiện lên một cách hào hùng, bi tráng và cao đẹp. Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo Đảng kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận, nhà tư tưởng lớn của Đảng và nhân dân ta, người suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, thống nhất và vẹn toàn non sông. Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra buổi hòa nhạc đặc biệt của hai nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Việt Trung và Ngô Phương Vi với chủ đề Âm thanh vĩnh cửu. Đây là sự kiện mở đầu cho dự án phát triển tài năng âm nhạc trẻ trong nước.
Âm thanh vĩnh cửu là buổi hòa nhạc đặc biệt của hai nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Việt Trung và Ngô Phương Vi cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Cả hai nghệ sĩ Việt Trung và Phương Vi đều là những bạn trẻ đang theo học tại các trường đại học âm nhạc hàng đầu ở châu Âu và Hoa Kỳ, đạt được nhiều giải thưởng và tham gia các buổi biểu diễn quy mô trong nước và quốc tế. Hai nghệ sĩ trẻ đã đem tới cho công chúng yêu nhạc cổ điển ở thủ đô màn biểu diễn điêu luyện và giàu cảm xúc với các tác phẩm kinh điển dành cho piano của Mozart, Franz Schubert, Felix Mendelssohn và Claude Debussy. Buổi hòa nhạc cũng đánh dấu sự ra mắt của Ban vận động thành lập Hiệp hội Nhạc cổ điển Việt Nam với mục tiêu tạo nhiều hơn nữa những cơ hội tỏa sáng cho các tài năng trẻ trong nước, lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển tới công chúng. Sau chương trình hòa nhạc này, Ban vận động sẽ tiếp tục có những hoạt động như tìm kiếm các tài năng âm nhạc cổ điển trẻ để bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước, triển khai việc phổ biến âm nhạc cổ điển trong các cấp học tại các trường học. Trước mắt là các trường học tại Hà Nội, tiếp tục tổ chức các show âm nhạc cổ điển với các hình thức thể hiện mới mẻ, trẻ trung. Thưa quý vị, Cục Điện ảnh vừa ban hành công văn yêu cầu Netflix và FPT Play gỡ phim Hướng Gió Mà Đi, Fly To You vì nhiều tập có đường lưỡi bò phi pháp. Cục Điện ảnh cho biết việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định luật điện ảnh. Thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 7 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12 tháng 7. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tối ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan trở về nước sau hơn một năm công tác. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã thu dung điều trị cho 1.468 lượt bệnh nhân, phẫu thuật 18 bệnh nhân, vận chuyển cấp cứu bằng đường không an toàn cho 10 bệnh nhân, cấp cứu và xử lý thành công nhiều ca bệnh nặng như đột quỵ, sốc phản vệ, viêm tụy cấp, suy thận cấp, sốt rét ác tính, các vết thương do tai nạn phức tạp. Công tác điều trị đảm bảo an toàn, bệnh nhân hài lòng, luôn có ấn tượng tốt đẹp và dành nhiều lời khen ngợi về tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình chu đáo và năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam cũng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bentiu khám chữa bệnh, hỗ trợ các vật tư trang thiết bị y tế, thuốc và huấn luyện chuyên môn, tặng quà và dạy các em nhỏ trò chơi dân gian, tìm hiểu văn hóa Việt Nam, trồng hàng trăm cây xanh cho các trường học, bệnh viện, làng bản và xung quanh khu vực đóng quân. Với những kết quả đạt được trong thời gian công tác tại Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã nhiều lần được lãnh đạo các cơ quan Liên Hợp Quốc, chỉ huy phái bộ và chỉ huy các đơn vị đến thăm, gửi thư khen, thư cảm ơn. Đặc biệt, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 là đơn vị duy nhất được tư lệnh phái bộ tặng bằng khen và 63 cán bộ, nhân viên của bệnh viện được nhận huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bày tỏ vui mừng chào đón và biểu dương các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ một năm tại phái bộ Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã tạo được nhiều dấu ấn và gây được nhiều ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế về một hình ảnh và đất nước con người Việt Nam thân thiện. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Australia, Phòng tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam để giúp triển khai thành công Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 và đưa các cán bộ, nhân viên của bệnh viện về nước theo đúng kế hoạch đã đề ra. Dự kiến vào tháng 10 tới đây, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư nhằm hướng tới tháo gỡ thẻ vàng. Hiện các bộ ngành địa phương đang quyết liệt hơn và nỗ lực hơn để có thể tháo gỡ được thẻ vàng cảnh báo của EC. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn xác định tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống khai thác IUU, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, củng cố lại toàn bộ danh sách hồ sơ phạt chi cục thủy sản về số liệu tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để sẵn sàng cung cấp, phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng làm việc với đoàn thanh tra EC. Phía EC kiến nghị Việt Nam cần có những giải pháp mạnh hơn nữa trong việc chống khai thác bất hợp pháp và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vào vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm và có giải pháp quản lý đối với các tàu cá mất kết nối thiết bị và giám sát hành trình, cũng như những tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển.
Thưa quý vị, riêng tháng 6, xuất khẩu rau quả đã mang về gần 1 tỷ đô la Mỹ, gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, gần bằng kim ngạch của cả năm 2022. Với những động lực tăng trưởng từ thị trường sôi động đến khả năng đáp ứng nhanh, ngành rau quả kỳ vọng cả năm sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Tính trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đã bằng gần cả năm 2022, tăng 63% so với cùng kỳ. Sầu riêng được xem là điểm sáng, với sản lượng 180.000 tấn sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch 850 triệu đô la Mỹ, chiếm 95% tổng lượng sầu riêng xuất đi của nước ta. Nhiều nhóm hàng khác cũng được cho sẽ là động lực tăng trưởng của xuất khẩu rau quả cuối năm, như bưởi vào thị trường Mỹ, hay nhãn, vải vào thị trường Nhật Bản. Thị trường châu Âu cũng được kỳ vọng sẽ sớm sôi động trở lại. Như vậy, dư địa để trái cây Việt xuất ngoại vẫn còn rất lớn. Vấn đề còn lại là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy các lợi thế của mình thế nào để không chỉ tăng xuất khẩu mà còn mở rộng thị phần, định vị thương hiệu trái cây Việt Nam. Thưa quý vị, thời gian qua, các đơn vị trường học tại thành phố Đà Nẵng cùng với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt công tác định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Đến nay, nhiều phụ huynh học sinh đã biết đến những lợi thế khi tiếp cận nghề nghiệp sớm và lựa chọn ngành nghề sau khi kết thúc chương trình trung học cơ sở. Từ nghề trực tiếp. Năm học này, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tại thành phố Đà Nẵng tăng khoảng từ 1 đến 2 điểm. Toàn thành phố có khoảng 4.000 học sinh, tức là gần 30% thí sinh dự thi sẽ không đậu vào trường trung học phổ thông công lập. Trong khi đó, quy mô tuyển sinh của riêng bậc học trung cấp của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn hiện có hơn 8.000 chỉ tiêu mỗi năm. Với xu hướng lựa chọn học nghề đang được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm, thành phố Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều cơ hội khi có được lượng lao động qua đào tạo ngày một tăng lên. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Vâng, thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô London của Anh, bắt đầu chuyến công du ba nước gồm Anh, Litva và Phần Lan. Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, dự kiến tại Anh, ông Joe Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Rishi Sunak và thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu với vua Charles Đệ Tam trong ngày hôm nay, 10 tháng 7. Nhà Trắng cho biết, trong chuyến thăm này, Tổng thống Joe Biden sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Anh. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Anh ra tuyên bố nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Biden phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa Anh và Mỹ. Sau đó, ông Biden sẽ đến thủ đô Vilnius của Litva tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Đây là hoạt động chính của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du châu Âu lần này. Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận nguyện vọng của Ukraine gia nhập khối này, cũng như việc tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu này. Trước lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát an ninh thời gian gần đây, Thủ tướng Pháp ngày hôm qua 9 tháng 7 đã công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho lễ quốc khánh nước này diễn ra hôm 14 tháng 7 tới. Cụ thể, chính phủ Pháp đã đưa ra một sắc lệnh cấm buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo cối và pháo hoa có hiệu lực ngay trong ngày 9 tháng 7 và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7. Dịp này, Pháp cũng cấm tụ tập đông người nhằm giảm nguy cơ xảy ra bạo động. Thủ tướng Pháp cũng cho biết đang gấp rút hoàn thành dự thảo luật khẩn cấp để trình lên hội nghị các bộ trưởng và có thể được thông qua vào cuối mùa hè này. Lần đầu tiên trên thế giới diễn ra cuộc họp báo giữa con người và robot. Sự kiện đặc biệt này là một phần trong diễn đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI for Good Global Summit tại Thụy Sĩ. Tại đây, các robot đã sử dụng khả năng tạo ra nội dung mới dựa trên những dữ liệu có sẵn để giải đáp một số thắc mắc mà con người đang đặt ra. Tôi sẽ làm việc cùng con người, hỗ trợ con người, sẽ không lấy đi bất cứ công việc nào mà con người đang có cả. Cô có chắc là thế không, Grace? Có, tôi chắc chắn. Trong tương lai, cô có định tổ chức nổi loạn hay nổi loạn chống lại sếp của mình, người đã tạo ra mình không? Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Người tạo ra tôi rất tốt với tôi và tôi rất hạnh phúc với hiện trạng của mình. 9 robot hình người xuất hiện tại họp báo ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ còn bày tỏ mong muốn giúp thế giới giải quyết những thách thức lớn nhất. Điều thú vị là các robot này được cập nhật bản AI mới nhất đã khiến cả cử tọa và những người tạo nên các robot này không khỏi bất ngờ khi có thể trình bày quan điểm về nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tôi cho rằng thời của mình sẽ đến khi mọi người nhận ra rằng những robot như tôi có thể được sử dụng để giúp cải thiện cuộc sống của con người, làm thế giới tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, rồi ta sẽ thấy hàng nghìn robot như tôi tạo nên sự thay đổi ở bên ngoài kia. Đây là một trong những mục tiêu mà ban tổ chức họp báo hướng tới để cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tìm cách chứng minh trí tuệ nhân tạo và các mô hình robot AI có thể giúp giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay như bệnh tật và nạn đói. Điều này sẽ mở đường cho những tiến bộ công nghệ giúp thế giới phát triển tốt hơn. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 10 tháng 7, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt với nền nhiệt độ cao nhất là 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt có thể kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 7. Sau đây là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 tới 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 tới 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 tới 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 tới 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 tới 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 25 tới 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 tới 37 độ.